Anh em nhé, lại tiếp tục về Innova. Bên Sơn rất là nhiều Innova cũ. Anh em mà đang quan tâm với dòng xe 7 chỗ này thì có thể là xem qua. Đây là chiếc Innova 2017 nhé. Xe này là Innova G số tự động. Đây mình đi nhanh qua một chút xíu về ngoại thất của xe để anh em có thể là đánh giá sơ bộ được cái chiếc xe này. Và chi tiết cụ thể như thế nào thì Sơn sẽ làm một cái video dài hơn. Còn bây giờ thì mình chỉ đánh giá nhanh để anh em biết thông tin thôi. Nếu anh em có quan tâm thì có thể liên hệ ngay để mình đưa cái thông tin chi tiết cho mình. Xe này thì bên Sơn đang hỗ trợ là 70%, thì cái xe này là giá công bố chào bán của bên Sơn là 608. Giá này thì bên Sơn đang còn hỗ trợ rất là nhiều. Xe này được sản xuất 2017. Xe này thì anh em chỉ cần chuẩn bị trước cho bên Sơn khoảng tầm 250 là mình có thể nhận được xe rồi. Và cái tổng số km mà xe đi được là 106.000 km nha anh em. 106.000. Rồi, xin chào tạm biệt các anh em nhé.